Quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo báo điện tử Tài tiếng nói Việt Nam (vov.vn), để thuốc phát huy hiệu quả nhất trong điều trị bệnh, thì cách dùng thuốc có vai trò quan trọng. Dùng thuốc tùy tiện, không theo hướng dẫn sử dụng, sẽ dẫn đến tình trạng thuốc không phát huy hiệu quả mà còn gây hại cho cơ thể. Tự thêm bớt liều lượng thuốc, không ít người vẫn thường cho rằng, càng uống nhiều thuốc thì sẽ càng nhanh khỏi bệnh lại có nhiều người thường uống thuốc theo kiểu bù trừ, ví dụ như hôm qua quên uống thuốc thì hôm nay uống hẳn hai liều để bù vào. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng tất cả những quan niệm và cách uống thuốc ấy đều là sai. Bởi việc tùy tiện thay đổi liều dùng thuốc sẽ khiến bên trong cơ thể xảy ra nhiều biến động. Các loại biến động này bản thân bạn có thể không cảm nhận được, nhưng thực chất lại âm thầm tổn thương nặng đến chức năng cũng như kết cấu của mạch máu và các khí quan khác. Những cách uống thuốc tùy tiện như vậy không những làm lỡ thời gian trị bệnh mà còn dẫn đến những hậu quả tai hại như làm bệnh biến chuyển nặng thêm, ngộ độc dược phẩm, tổn hại khí quan. Uống nhầm thuốc hoặc uống lại thuốc Bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau như công việc bận rộn hoặc suy giảm trí nhớ. Nhiều người phải dùng thuốc dài hạn thường dễ dàng rơi vào tình trạng lúc nhớ lúc quên lịch uống thuốc của mình. Hơn nữa, các chủng loại thuốc mặc dù đa dạng nhưng hình dáng, màu sắc của chúng lại dễ dàng trùng lập, khiến nhiều người khó có thể phân biệt được và dễ dàng uống nhầm. Thói quen uống nhầm thuốc hoặc uống lại, dù chỉ một liều thuốc sẽ khiến quá trình điều trị của người bệnh bị chậm tiến độ. Thậm chí, nếu nghiêm trọng có thể gây ra các hiện tượng sốc thuốc, ngộ độc thuốc. Uống tất cả các loại thuốc cùng một lúc đối với một liều thuốc có quá nhiều loại việc uống mỗi loại vào một thời điểm khác nhau sẽ khiến nhiều người cảm thấy phiền toái bởi vậy không ít bệnh nhân thường gộp chung các loại thuốc để uống vào các khung giờ cố định trong ngày nhưng trên thực tế cách uống thuốc như vậy lại cực kỳ gây hại đối với sức khỏe bởi mỗi loại thuốc chỉ phát huy tác dụng khi được uống vào đúng khung giờ chỉ định vì vậy tình trạng vừa thuốc cả nắm để uống cùng một lúc không những làm giảm công dụng trị liệu của dược phẩm mà còn có thể gây hại cho dạ dày hoặc làm tăng nguy cơ xuất hiện các tác dụng phụ do sự tác động và ảnh hưởng lẫn nhau của các loại thuốc này mù quáng tin vào các phương thuốc dân gian mặc dù có nhiều phương thuốc đông y cổ truyền được lưu lại cho tới ngày nay với nhiều công dụng hiệu quả nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bạn mù quáng tin vào tất cả các bài thuốc dân gian bí truyền và coi thuốc tây là độc hại thực không phải ngẫu nhiên mà nền y học hiện đại được coi là một trong những thành quả lớn thay đổi cuộc sống con người. Hơn nữa, những loại thuốc tây nếu uống đúng liều lượng, đúng cách thức và tuân thủ chỉ định của bác sĩ thì không những không gây hại cho cơ thể mà còn rút ngắn thời gian điều trị một cách nhanh chóng. Vì vậy, trước những thông tin quảng cáo về các bài thuốc dân gian bí truyền với muôn vàn các công dụng cấp tốc, bạn nên đặc biệt cảnh giác để tránh tiền mất tật mang. chỉ tin hướng dẫn sử dụng là sai lầm. Mặc dù những thông tin được ghi trên tờ hướng dẫn sử dụng đã được kiểm duyệt bởi những người có chuyên môn, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn có thể tự ý uống thuốc theo hướng dẫn trong bao bì mà không cần đi bệnh viện. Tình trạng bệnh lý và cơ thể của mỗi người là không giống nhau. Do đó, chỉ khi đi khám và được bác sĩ kê đơn, bạn mới có thể có được đơn thuốc cũng như cách dùng phù hợp nhất với thể trạng của mình. Mẹo nhỏ khi dùng thuốc, đặt báo thức, nếu bạn là một người bận rộn hoặc hay quên thì việc cài báo thức vào giờ uống thuốc sẽ là phương pháp hoàn hảo dành cho bạn. Cài giờ uống thuốc làm báo thức không chỉ đơn giản, tiện lợi trong thời đại công nghệ số ngày nay mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh tình trạng lúc nhớ lúc quên mỗi khi dùng thuốc. Luôn luôn ghi chép trước mỗi liệu trình dùng thuốc bạn nên dùng giấy bút hoặc điện thoại ghi lại lời dặn của bác sĩ bao gồm các thông tin như tên thuốc hiệu quả của thuốc cách sử dụng các phản ứng phụ có thể xảy ra cùng với cách xử lý sau mỗi lần uống thuốc bạn cần ghi lại nên uống thuốc gì vào thời điểm nào liều lượng bao nhiêu để tránh uống nhầm thuốc hoặc uống lại thuốc Người có trí nhớ kém còn có thể nhờ người thân sắp xếp sẵn lại các loại thuốc cần uống theo đúng loại, thời gian dùng, liều lượng và hộp thuốc hoặc các túi có màu khác nhau để đánh dấu và đặt ở cố định dễ nhìn thấy. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua một số thói quen xấu vào buổi sáng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.